sáng ngày 21 tháng 6 năm 2024 nhằm ngày 16 tháng 5 năm Giáp Thìn, Chư Tôn Đức Tăng Ni, thành phố Hải Phòng đã vân tập về trường hạ Chùa Nam Hải, trụ sở Ban trị sự Phật giáo thành phố và trường hạ Chùa Linh Sơn, trường trung cao đẳng Phật học thành phố Hải Phòng để thực hiện nghi thức tác pháp hậu an cư Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Quang Lâm Trường Hạ Chùa Nam Hải có Hòa Thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương, Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hải Phòng, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hải Phòng và gần 200 hành giả thực hiện cấm túc an cư tại Trường Hạ Chùa Nam Hải. Được biết, năm nay, thành phố Hải Phòng tổ chức khóa an cư kết hạ tại hai cơ sở, trường hạ chùa Nam Hải và trường hạ chùa Linh Sơn, với tổng số hơn 300 hành giả thực hiện cấm túc an cư. Cả hai trường hạ đã nhất tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thích Quảng Tùng, đương vi ngôi đường chủ hạ trường. Mở đầu buổi lễ, Ni trưởng Thích Diệu Huyền, chứng minh phân ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hải Phòng đã tác bạch tổng tăng an cư trong thời gian 3 tháng, từ ngày 16 tháng 5 năm Giáp Thìn đến hết ngày 16 tháng 8 năm Giáp Thìn. Đại diện cho Chư Tôn Đức Tăng hiện tiền, Hòa Thượng Thích Quảng Tùng, Đường Chủ Hạ Trường đã nhận lời hứa khả cho phép Chư Tôn Đức Ni thực hiện tổng tăng an cư kết hạ Phật lịch 2568 tại trường hạ Chùa Nam Hải theo luật Phật chế. Tiếp đó, toàn thời đại chúng đã trang nghiêm thành kính, đỉnh lễ chư vị lịch đại tổ sư tại tổ đường Chùa Nam Hải trước khi vân tập về đại giảng đường lễ Phật cầu gia bị, trì tụng đại bi thập chú, bát nhã tâm kinh và chúc tán an cư, cầu nguyện cho khóa hạ an cư Phật lịch 2568 được thành tựu viên mãn. Dịp này, Hòa Thượng Thích Quảng Tùng đã bàn đạo từ, chia sẻ về nguồn gốc và ý nghĩa của khóa an cư kết hạ. Theo đó, ba tháng thực hiện cấm túc an cư có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia và tại gia. Đó là thời điểm chư tăng ni dành chọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trao dồi tam vô lậu học giới định tuệ, tiến tu đạo nghiệp trên con đường tìm cầu giác ngộ giải thoát. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho hàng phật tử tại gia phát tâm gieo trồng phúc điển thông qua việc cúng dường ngoại hộ tam bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho chư hành giả an tâm tu học. Kết thúc buổi lễ, Chư Tôn Đức Tăng đã vân tập tại chính điện và Chư Tôn Đức ni vân tập tại tổ đường để thực hiện nghi thức phân ban tác pháp an cư theo luật Phật chế nhân mùa an cư kết hạ Phật lịch 2568, dương lịch 2024.